Em đi đâu mà vội thế? Cứu tôi! Cứu tôi với! Có ai không? Cầm mồm! Mày mà la lên nữa nhá, tao cho vỡ mồm ấy! Tôi là Diệu, anh đây là gì? Tôi là Thắng. Tôi bỏ anh đi rồi mà, sao anh vẫn còn đứng đợi tôi? Anh làm cái gì đây? Thế mày đã báo công an chưa? Mày có nhớ mặt bọn nó không? Làm cái gì đây? Không, cô hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ định cởi áo ngoài ra thôi. Mà cô tỉnh lại rồi đấy à? Lúc nãy tôi gọi cô mãi mà không được ấy. Tại sao tôi lại ở đây? Thì vừa rồi tôi đi ngoài đường, gặp cô bị hai tên du côn định giở trò nên tôi dừng lại đuổi chúng đi thôi. Quay lại thì thấy cô ngất rồi nên tôi đành đưa cô về nhà. Là anh giúp tôi đấy à? Giúp gì đâu, mà cô tỉnh lại thì tốt rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé. Cảm ơn anh. Mà này, cô có thù gì với bọn chúng à? Không, không, tôi chả quen bọn nó là ai hết á. Thời buổi này đi ra ngoài đường nguy hiểm lắm, nhất là đối với con gái như cô, đừng có đi ra những cái chỗ vắng như thế này nhé. Cô uống nước. Nếu mà cô nhớ lại rồi thì để tôi đưa cô về nhà. Nếu không phiền thì tôi có thể nhờ anh đưa tôi đến một nơi được không? Mày ơi, Diệu, mày làm sao thế? Làm sao mà lại khóc như thế này? Mày ơi, nữa thì tao... Mày làm sao? Nói tao nghe xem nào. Lúc nãy, lúc mà trên đường tao từ công ty về, tao gặp hai tên côn đồ. Nó định hại đời tao mày ạ. Trời, Thế mày đã báo công an chưa? Mày có nhớ mặt bọn nó không? Chưa, tao chưa báo. Mà tao chỉ nhớ mang máu thôi. May nhá, lúc đấy có anh shipper lên cứu tao. Không thì tao không biết là bọn nó làm gì tao nữa. Khổ cho mày quá. Mà mày có nghĩ là đây chỉ là qua đường hay có người hãm hại mày không? Tao không biết nữa. Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mày cứ ngồi đây đi, tao vào lấy cho mày cốc nước nhá. Cảm ơn mày.
Alo, bọn mày làm việc cái kiểu gì thế hả? Một cái việc còn con như thế mà chúng mày cũng không làm xong à? Chiều nay ngay lập tức qua nhà tao. Tao đã cho thuốc ngủ vào cốc nước rồi, lát nữa tao sẽ cho nó uống. Việc còn lại chúng mày tự biết giải quyết như thế nào đúng không? Còn tao sẽ đứng quay phim và chụp ảnh lại. Này, này, tôi ở đây. Nổ máy nhanh lên. Dừng xe. Sao thế? Cô có chuyện gì à? Sao lại khóc vậy? Anh đã bao giờ bị phạt bội chưa? Chuyện đấy thì chưa, nhưng mà cô mới bị à? Anh có biết sau lưng cái vụ hai thằng con đồ ức hiếp tôi là ai không? Là bạn thân của tôi đó. Tôi luôn coi cô ta như chị em mà cô ta lại đâm sau lưng tôi một nhát như thế. Cô ta đúng là quá đáng thật đấy. Nhưng mà cô có biết vì sao bạn cô làm thế với cô không? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi luôn đối xử tốt với cô ta. Bằng cấp của cô ta không tốt đi, tôi cũng bảo bố tôi là cô ta vào công ty làm việc. Tôi chẳng hiểu sao mà tôi làm gì cô ta lại oán hận tôi như thế. Tôi không biết phải khuyên cô thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là người xấu thì sẽ bị trừng trị thôi. Tôi sẽ làm rõ vụ này. Nhưng mà tôi bảo anh đi rồi mà, sao anh vẫn còn đứng đợi tôi? Tôi cũng định đi rồi nhưng mà tôi nghĩ là cô sẽ quay trở lại nên tôi đợi, ai ngờ cô xuất hiện thật. Đúng là anh shipper nhiều chuyện, nhưng mà dù sao ấy cũng cảm ơn anh vụ hôm qua với cả vụ hôm nay nhá. Có gì đâu, tôi nghĩ là kiếp trước tôi mắc nợ gì cô ấy nên kiếp này gặp cô cái là phải vào việc luôn. Anh cứ đùa thôi. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười đấy, lần sau ấy cô chăm chỉ cười vào nhá, xinh hơn nhiều. Thế á? Nhưng mà tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Diệu, anh tên là gì? Tôi là Thắng, chàng trai shipper chuyên ship trà sữa. Thế cho một cốc trà sữa. Nhưng mà hôm nay tôi ship hết rồi. Thôi, mình đi nhá. Diệu đấy à? Hôm nay cậu lại đi làm à? À mà hôm qua ấy, tại sao lúc ở nhà tớ cậu đi về không nói tiếng nào thế? Tớ vội quá nên là quên báo với cậu. Nhưng không sao rồi, hôm nay cậu đi làm bình thường lại rồi. Mà cái chuyện hai thằng côn đồ hôm qua ấy, cậu có tin tức gì về nó không? Cậu vẫn nhớ cái vụ hai thằng côn đồ đấy à? Thì bởi vì cậu là bạn thân của tớ mà, những cái việc gì mà liên quan đến cậu ấy là tớ cũng phải quan tâm chứ. Đúng là bạn thân thật. Hồng Anh này, tớ hỏi cậu nhá, từ trước đến nay ấy, có chuyện gì mà tớ làm cho cậu buồn không? Không, cậu lúc nào cũng đối xử tốt với tớ mà. Nhưng sao cậu lại hỏi thế? Không, tớ hỏi vu vơ thôi. May quá, hôm nay cậu đi làm lại rồi. Bây giờ chúng ta lại như xưa nhỉ. Tớ hỏi cậu nhá, nếu như một ngày cậu phát hiện ra người mà cậu tin tưởng nhất phản bội cậu thì cậu sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là tớ sẽ không tha thứ cho họ rồi. Ra vậy. Đi vào đi. Sao hai tên côn đồ này lại ở đây được vậy? Thì chẳng phải là cậu mới nhắc đến hai tên côn đồ này à? Đây, là họ đấy. Tớ đã cho người bắt họ lại rồi. Theo cậu thì bây giờ tớ nên làm gì nào? Chị ơi, bọn em xin lỗi ạ. Chị tha cho em lần này. Theo tớ ấy,
Thì cái bọn này cũng chỉ là bọn đầu đường xó chợ thôi. Nó thấy cậu xinh đẹp nên chắc là làm liều đấy. Nếu mà cậu tin tớ thì giao bọn nó cho tớ, tớ xử lý cho. Thế mà hai bên này họ khai là có người đứng sau vụ này đấy. Theo cậu nhá, trong công ty này ai dám làm chuyện này nhở? Eo ơi, ai lại độc ác như thế nhở? Cậu đã nghi ngờ ai rồi? Cậu nghĩ xem, có nên cho ai đấy một lời giải thích không? Hóa ra là cậu đã biết hết tất cả rồi à? Thế thì tao cũng không cần phải giả vờ với cái khuôn mặt này nữa. Đúng là tao làm đấy. Tao làm đấy thì sao nào? Tại sao? Tại sao mày làm như thế? Vì sao? Vì tao ghét mày. Tao căm thù mày. Tao ghét mày đến nỗi lúc đi ngủ tao chỉ cần nhắc đến tên của mày thôi là tao đã muốn xé banh nó ra rồi, mày hiểu không? Mày hận tao đến thế à? Tao làm gì tao đối xử với mày như thế nào mà mày lại oán hận tao như thế? Bởi vì cái gì mày cũng hơn tao. Mày xinh đẹp hơn tao, mày giỏi giang hơn tao. Đến nỗi mày sinh ra trong gia đình có bố mẹ cũng giàu có hơn tao. Mày làm gì cũng được ai chú ý. Nhưng mà tao chỉ là cái bóng của mày mà thôi. Vậy mày làm tất cả những điều này là vì đố kỵ với tao à? Đúng đấy. Tại sao chứ? Lúc nào mày cũng lương thiện, lúc nào mày cũng giúp đỡ mọi người, mày tin tưởng mọi người. Nhưng mà tại sao? Tại sao mày đều gặp may mắn? Còn tao, tao có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không được mọi người công nhận. Vì thế nên tao sẽ hủy diệt hết. Mày bị điên rồi. Đúng, tao điên đấy. Mày còn nhớ anh Phương không? Người mà tao thầm thương trộm nhớ 4 năm, không một lần ngó ngàng đến tao. Nhưng tại sao khi gặp mày có đúng một hôm thôi thì anh ấy lại yêu mày? Tại sao? Nhưng mà tao không có tình cảm với Phương. Không tình cảm? Ừ. Thế nên đúng cái hôm mà mày khước từ tình cảm của Phương ấy, Phương đã tìm đến tao. Chúng tao đã có một đêm mặn nồng tuyệt vời. Nhưng tại sao đến sáng hôm sau Phương lại nói tao là hãy quên hết đi? Bởi vì Phương chỉ yêu một mình mày thôi. Nếu như không có mày thì Phương đã yêu tao rồi. Nhưng mà mày không thể cưỡng cầu một người không yêu mày được. Tao không cưỡng cầu được thì tao cướp đoạt lấy. Mày không oán hận với những gì mày làm mà mày lại còn lún sâu vào oán hận hơn đấy. Đúng. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở rồi. Mày tính làm gì tao? Mày tính làm gì tao? Tao chẳng làm gì mày cả. Tao sẽ giao hết cho công an và cả hai tên côn đồ của mày nữa. Chị ơi, chị hứa tha cho em rồi mà. Trong một cuộc chơi, kẻ thắng thì làm vua, kẻ thua thì làm lính. Vậy thôi. Ra ngoài đi, công an đang chờ các người ở ngoài đấy. Xong việc rồi chứ? Xong hết rồi ạ. Cô thấy thoải mái hơn chưa? Có. Thoải mái lắm luôn. Mình đi thôi.